Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng vừa có hồi đáp về một số thắc mắc của người dân các tỉnh khác có lịch tiêm vaccine ở Đà Nẵng, nhưng họ không được vào thành phố để tiêm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, siết chặt việc đi lại trong thành phố cũng như những người ngoại tỉnh vào thành phố. Nếu cho người bị kẹt ở các tỉnh khác vào thành phố để tiêm vaccine, sẽ rất khó khăn trong giám sát việc đi lại của họ ở các cửa ngõ cũng như trong thành phố. Hiện Đà Nẵng đang là vùng dịch, nên người ở các tỉnh khác có vào tiêm vaccine xong quay về lại các tỉnh, thì các tỉnh khác cũng không cho về. Khi đó sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết người ở các tỉnh mắc kẹt lại tại Đà Nẵng sau khi tiêm vaccine hiện nay nhiều công ty chưa có tổ chức làm việc nhưng nhân viên có lịch tiêm vaccine thì không được vào tuy nhiên nếu nhân viên đó vào đà nẵng tiêm vaccine và ở lại làm việc luôn thì sẽ được vào và phải thực hiện các bước theo quy định của y tế còn đối với người dân của đà nẵng đi công tác làm việc tại các địa phương khác muốn về lại nhà cũng phải thực hiện các bước quy định của y tế nếu từ vùng có dịch về đà nẵng phải cách ly theo quy định bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng bày tỏ chia sẻ với việc người dân mong muốn được tiêm vaccine sớm nhất là nhu cầu cấp thiết nếu có lịch tiêm mà không được tiêm cũng gây khó chịu cho người dân tuy nhiên vì thời điểm này thành phố đang siết chặt để chống dịch nên người dân đã có lịch tiêm mà mắc kẹt không vào được sẽ được bố trí lịch tiêm khác